Thưa quý vị và các bạn thân mến, đường chín đoạn hoặc đường lưỡi bò là đường ranh giới biển do Trung Quốc đưa ra nhằm chiếm 80% diện tích Biển Đông. Điểm cực Nam đến tận vĩ độ 8, vĩ độ 4. Tham vọng ấy quá lớn, quá vô lý và trắng trợn nên đã bị dư luận Đông Nam Á và toàn thế giới phản đối. Đường này có chỗ lấn vào vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của một số nước Đông Nam Á, khiến cho không còn tồn tại vùng biển quốc tế trên Biển Đông nữa. Do đó cản trở tuyến hàng hải quốc tế, Trung Quốc rất lúng túng vì không đưa ra được bằng chứng lịch sử và tính pháp lý của đường chín đoạn trên Biển Đông. Trong khi chính quyền Việt Nam từ thế kỷ 17 đã đưa người ra kiểm soát quần đảo Trường Sa, thì Trung Quốc mãi đến năm 1946 mới có người ghé qua đây cắm cờ nhận chủ quyền và gọi đó là chủ quyền của Trung Quốc. Bản đồ Trung Quốc công bố trước năm 1947 đều vẽ đảo Hải Nam là lãnh thổ cực Nam của họ. Và lại ai cũng biết bản thân của một đường nét đứt chia làm 9 đoạn rời nhau thì không thể coi là đường biên giới quốc gia. Hơn nữa, các đảo bên trong đường ấy ở rất xa Trung Quốc và rất gần với các nước Đông Nam Á khác. Vì thế, xét về luật quốc tế, đường chín đoạn hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Việc hạm đội chính phủ Trung Hoa Dân Quốc năm 1946 tiếp quản quần đảo Trường Sa từ tay Nhật, rồi đặt tên cho 4 hòn đảo và vẽ vào bản đồ phát hành nội bộ của Trung Quốc, sao có thể gọi coi đó là bằng chứng của Trung Quốc có chủ quyền ở đấy? Năm 1946, quân đội chính phủ này chẳng đã đến tiếp quản Việt Nam nửa vĩ tuyến 16 từ tay Nhật đó sao? Thế nhưng Trung Quốc đâu có chủ quyền ở đây. Các thực sự ấy, chính quyền Trung Quốc đều biết nhưng họ giấu kín không cho dân biết, chỉ một mực nói bừa là toàn bộ các đảo bên trong đường chín đoạn là thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Trung Quốc. Dưới sự tuyên truyền dối trá như vậy, đa số người dân Trung Quốc đều cho rằng nước này nên dùng quân sự giải phóng các đảo đang bị nước khác kiểm soát. Rất may là một số trí thức Trung Quốc tỉnh táo và dũng cảm đã dùng hình thức blog mạng để vạch ra sự thật đường chín đoạn. Bài dưới đây của blogger Trương Quang Nhuệ, một tác giả thường gây tranh cãi ở Trung Quốc, bài rất dài, chúng tôi chỉ giới thiệu phần đầu. Trong hai phần sau, tác giả kiến nghị Trung Quốc và các nước liên quan thành lập khối cộng đồng Biển Đông, South China Sea Cooperative, để cùng khai thác Biển Đông theo kiểu một công ty đa quốc gia Trung Quốc chiếm 50% cổ phần. Gần đây, một trang mạng quân sự nổi tiếng trong nước có kêu gọi bài viết về đề tài Trung Quốc nên thoát ra khỏi tình trạng khó khăn về chủ quyền biển đảo như thế nào. Bản thân đề tài này thật là một ý nghĩa, nhưng các bài viết hưởng ứng lời kêu gọi này đã tăng thì hoặc là sặc giọng căm phẫn hoặc là đầy những ý tưởng ngớ ngẩn. Tôi có cảm giác đầu óc đồng bào ta không hề tỉnh táo hơn những người Trung Quốc hồi cuối thế kỷ 19 từng khuất phục trước tàu chiến súng lớn của phương Tây. Cách đây ít lâu tôi từng nói trong thế giới cạnh tranh thực lực là điều quan trọng, nhưng không thể đơn giản hiểu thực lực là nước mình có bao nhiêu máy bay tàu chiến, có GDP bằng bao nhiêu, có bao nhiêu dân. Khi bàn chuyện lớn của đất nước, cần phải biết mình, biết người thì mới bách chiến, bách thắng. Chuyện ấy chẳng nói cũng hiểu. Thế nhưng chúng ta đã có thể biết mình nhưng không hề biết ta. Trong quá khứ có bao nhiêu chuyện chứng tỏ chúng ta chẳng biết mình biết người. Năm 1976, Trung Quốc từ chối nhận viện trợ của các nước khác giúp khắc phục thiệt hại trong trận động đất lớn Đường Sơn. Khi ấy chúng ta cho rằng làm như thế là vẻ vang. Chúng ta không biết gì về cái thế giới đã gần như hoàn toàn vận hành theo quy tắc phương Tây, không biết rằng khẩu hiệu một nước Trung Quốc chính là nguyên tắc chính trị do người Mỹ đưa ra. Lẽ tự nhiên, chúng ta lại càng không biết những chuyện xa xưa xung quanh vấn đề tranh cãi chủ quyền quần đảo Nam Sa, Việt Nam gọi là Trường Sa, không biết rằng đằng sau sự ra đời cái đường chín đoạn kia có bao nhiêu trục trặc
không biết rằng hiện nay trên vấn đề Nam Hải, Việt Nam gọi là Biển Đông, nước ta đã cực kỳ bị động. Đường chín đoạn do một đại tá quân đội dân đảng vẽ ra. Nếu bạn vẫn còn chút xa lạ với từ ngữ đường chín đoạn thì chắc chắn bạn đã quen với tấm bản đồ Nam Hải chứ đây là thể hiện cụ thể của ý chí Trung Quốc. Có chủ quyền không thể tranh cãi về các đảo ở Nam Hải, cho tới nay vẫn còn nhiều người kiên trì. Thế nhưng nguồn gốc của đường chín đoạn lại bị giấu kín như bưng. Ngày nay có mấy người Trung Quốc biết rằng thực ra nó đâu phải là do chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hoạch định, mà là do chính phủ dân quốc của Quốc dân đảng năm xưa vạch ra. Hơn nữa đường chín đoạn cũng không phải là do Bộ Ngoại giao của chính phủ ấy chủ trì hoạch định, mà là lấy danh nghĩa nội bộ chính phát hành tấm bản đồ này. Người vạch ra đường chín đoạn là một sĩ quan hải quân có thân phận đặc biệt, nguyên sĩ quan hải quân trong Sứ quán Trung Quốc Dân Quốc tại Mỹ năm 1946, làm sĩ quan chỉ huy hạm đội tiền tiến Nam Hải công cán. Tháng 10 năm 1946, Hải quân Chính phủ Dân Quốc thành lập tại Thượng Hải hạm đội tiền tiến với nhiệm vụ xuống Nam Hải tiếp quản các đảo bị Nhật chiếm. Tối ngày 29 tháng 10, dưới sự chỉ huy của Đại tá Lâm Tôn, một đoàn 4 tàu chiến nhổ neo và ra khỏi cửa Tùng, Thượng Hải gồm có 4 chiến hạm: tàu khu trục hộ tống Thái Bình, tàu săn tàu ngầm Vĩnh Hưng, tàu đổ bộ xe tăng Trung Kiện và tàu Trung Nghiệp. Ngày 9 tháng 11, đoàn tàu đến cả Du Lâm thuộc đảo Hải Nam, sau đó Lâm Tôn chỉ huy 2 tàu Thái Bình và Trung Nghiệp tiến về phía đảo Nam Sa. Phó chỉ huy Diêu Nhữ Ngọc dẫn 2 tàu Vĩnh Hưng, Trung Kiện tiến về đảo Tây Sa, Việt Nam gọi là Hoàng Sa. Tên các hòn đảo Vĩnh Hưng, Trung Kiện, Thái Bình và Trung Nghiệp ngày nay có vẽ trên bản đồ Nam Hải chính là 4 chiếc tàu năm xưa tham gia hạm đội tiền tiến. Có điều đáng nhắc lại là tàu Thái Bình vốn là chiến hạm chủ lực của Hải quân Giới Thạch của Tưởng Giới Thạch. Về sau, đến năm 1954, bị tàu cao tốc phóng lôi của quân giải phóng Trung Quốc đánh chìm ở vùng biển gần tỉnh Chiết Giang. Nhưng hòn đảo mang tên nó tức đảo Thái Bình cho tới nay vẫn do chính quyền Đài Loan kiểm soát. Năm 1947, dựa vào các tài liệu do hạm đội tiền tiến trình báo, Bộ Nội vụ Chính phủ Dân Quốc công bố bảng đối chiếu tên cũ mới với các đảo Nam Hải. Cùng năm đó xuất hiện bản đồ sơ lược về vị trí của các đảo ở Nam Hải, ghi rõ vùng biển Nam Hải gồm các quần đảo Đông Sa, Tây Sa, Nam Sa, Trung Sa đều thuộc lãnh thổ của Dân Quốc Trung Hoa, và vẽ đường biên giới quốc gia có 11 nét đứt rời xung quanh các đảo ở Nam Hải, cũng tức là đường 11 đoạn. Năm 1946 lại xuất hiện bản đồ khu vực hành chính Trung Hoa Dân Quốc kèm theo bản đồ vị trí các đảo Hải Nam. Do đó, Giác Kim phụ trách vụ phương vực Bộ Nội chính, chủ biên, trở thành bản đồ chính thức sớm nhất công khai vẽ đường 11 đoạn tại Biển Đông. Ngày 21 tháng 4 năm 1949, quân giải phóng Trung Hoa Dân Quốc vượt Trường Giang tiến xuống phía Nam đến tận Nam Kinh, thủ đô chính phủ Dân Quốc. Cho dù chính phủ Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch tan rã, nhưng đường 11 đoạn không vì thế mà biến mất. Ở đây có một nguyên nhân là trước đó không lâu, Lâm Tôn, người vạch đường biên ở Nam Hải, đã khởi nghĩa chống lại Tưởng Giới Thạch, gia nhập hàng ngũ quân giải phóng. Sau đó, Lâm Tôn liên tiếp được cử làm Phó Tư lệnh Hải quân Hoa Đông, rồi Phó Tư lệnh Hải quân của quân giải phóng Trung Quốc. Đường 11 đoạn năm nào ra đời cùng với Lâm Tôn và các tài liệu do ông cung cấp đã lọt vào tầm ngắm của giới lãnh đạo Trung Quốc. Vì thế, trong các bản đồ do Tân Trung Quốc sản xuất đã nhanh chóng xuất hiện đường 9 đoạn được sửa chữa một chút từ đường 11 đoạn do quân đội của Tưởng Giới Thạc viết ra. Đường 9 đoạn chưa bao giờ là đường biên của quốc gia.
Đọc tới đây có lẽ rất nhiều người sẽ nói như vậy, chẳng phải mọi việc đã rất rõ ràng rồi hay sao? Đường chín đoạn là thể hiện cụ thể, không thể tranh cãi về chủ quyền của Trung Quốc ở Nam Sa, chỉ cần kiên quyết bảo vệ đường chín đoạn là được. Thế nhưng tình hình thực tế là cho dù trên pháp lý hoặc trong các ghi chép lịch sử, đường chín đoạn không thể nào và xưa nay cũng chưa từng xuất hiện với tư cách là đường biên giới quốc gia. Trước hết, đường biên giới quốc gia tất phải là đường nét liền. Đây là một chuẩn tắc cơ bản thông dụng trên toàn thế giới. Thế nhưng đường chín đoạn đã chia thành chín đoạn thì lẽ tự nhiên là một đường đứt rời. Điều đó về cơ bản đã loại trừ khả năng đường chín đoạn trở thành đường biên giới quốc gia. Nói cách khác, đường chín đoạn cùng lắm chỉ là có thể dùng để làm một đường chủ trương, thể hiện chính phủ Trung Quốc chủ trương hoạch định vùng biển và các đảo trong đường đó vào lãnh thổ của Trung Quốc. Đường chín đoạn xưa nay chưa bao giờ và cũng không là một tuyến biên cương thực tế đã được hoạch định. Bởi vậy, không thể vì sự tồn tại của đường chín đoạn mà nói các đảo và vùng biển trên đường đó là lãnh thổ của Trung Quốc, lại càng không thể yêu cầu các quốc gia khác tôn trọng đường biên giới quốc gia, căn bản không tồn tại đường này. Đồng thời giải thích đường chín đoạn là đường biên giới quốc gia là đi ngược lại với Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc, hoàn toàn không ăn nhập với Công ước đó. Trong thực tiễn thi hành luật biển quốc tế bao năm qua, có một lý luận nguyên tắc cơ bản nhất là đường thống trị biển, cũng tức là nói về chủ trương lãnh thổ đối với biển của quốc gia ven biển, ắt phải dựa trên cơ sở chủ quyền lục địa và lấy đường cơ bản, cơ sở lãnh hải làm đường khởi đầu, từ đó hướng ra ngoài hoạch định lãnh hải của mình. Công ước lãnh hải và vùng tiếp giáp năm 1958 của Công ước về Luật Biển Liên Hợp Quốc 1982. Hai công ước này quy định rõ về các chuẩn tắc cơ bản lấy chủ quyền đất liền để quyết định chủ quyền biển và lãnh hải mở rộng 12 hải lý. Bởi vậy, cho dù bản thân của các đảo ở Nam Hải không tồn tại bất cứ tranh chấp nào thì lãnh thổ trên biển do đó sinh ra cũng nhiều nhất chỉ có thể là một vòng tròn bán kính 12 hải lý xung quanh đảo, chứ tuyệt đối không thể bao gồm toàn bộ vùng biển Nam Hải như đoạn 9, như bản đồ 9 đoạn vẽ ra. Huống chi hiện nay sự tranh cãi về chủ quyền của các đảo ở Nam Hải vốn đang ầm ĩ rồi, hơn nữa liệu các bãi đá lúc chìm lúc nổi khi thủy triều lên và các đảo san hô khó có thể duy trì đời sống và sản xuất lâu dài cho dân cư ở nơi đó có thể dùng làm cơ sở cho chủ trương lãnh thổ trên biển được hay không? Điều này khi áp dụng luật biển quốc tế thì cũng đáng ngờ vực. Trung Quốc là nước ký Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, vì vậy bản thân việc kiên trì đường chín đoạn đã tự mâu thuẫn về pháp lý. Hơn nữa, nhiều năm nay ngoài chuyện thỉnh thoảng lại tuyên bố Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi về biển đảo ra, các thế hệ chính phủ Trung Quốc đều đưa về chưa hề dùng hành vi được luật biển quốc tế tán thành để thực sự hành xử quyền lãnh hải, quyền lãnh thổ và quyền quản trị hành chính đối với quần đảo Nam Sa nằm ở vùng trung tâm Nam Hải. Biên đội Lâm Tôn sau chuyến đi biển ấy trở về chỉ bố trí có tính chất lượng và tính tượng trưng một số binh sĩ ở lại trên đảo Thái Bình, chứ chưa hề tiến hành bất cứ sự quản trị hữu hiệu nào đối với các đảo thuộc quần đảo Nam Sa. Cho nên cái này sau mấy chục năm kể từ chuyến đi ấy chưa cần nói về rất nhiều hòn đảo, mà ngay cả đảo Trung Nghiệp đặt tên cho một số 4 chiếc tàu chiến thuộc hạm đội của Lâm Tôn và đảo Nam Uy, Việt Nam gọi là đảo Trường Sa lớn, nằm ở đầu mối tuyến đường biển cũng lần lượt rơi vào tay Philippines và Việt Nam. Bởi vậy, đường chín đoạn xét về pháp lý thì không chịu nổi một đòn phản biện. Trong thực tế thì như thằng Bù Nhìn đã mấy chục năm tự mình mâu thuẫn, nói một đằng là một nẻo. Nói thẳng ra, đường chín đoạn đã trở thành một trò cười trong thực tế vận hành luật biển quốc tế.
cơ hội lịch sử để vuột mất sau chuyến đi biển của Lâm Tôn. Vấn đề chín đoạn thực ra không chỉ đơn giản là nói một đằng là một nẻo, mà là vấn đề lớn hơn tại ở chỗ xét theo ba nguyên tắc lớn lịch sử, thêm đại lục, chiếm trước của luật biển quốc tế thì trên vấn đề quần đảo Nam Sa thuộc về ai, rõ ràng Trung Quốc hoàn toàn không chiếm được thế thượng phong, thậm chí có thể nói Trung Quốc đang cận kề mức cãi chày cãi cối. Đây mới là nguyên nhân cơ bản nhất làm cho Trung Quốc bị động tới cùng cực trên vấn đề Nam Hải hiện nay. Trung Quốc từ xưa tới nay có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo ở Nam Hải. Câu nói này người ta đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng cân nhắc kỹ lưỡng một chút thì vấn đề sẽ hiện ra. Kể từ ngày khai quốc nền văn minh Trung Hoa cho đến năm 1840, khi đại bác của người Anh phá vỡ cánh cổng lớn của đế quốc Đại Thanh, thì Trung Quốc vẫn vậy, Triều Tiên cũng vậy, Đông Nam Á cũng vậy. Toàn bộ phương Đông hoàn toàn chẳng có khái niệm chủ quyền là gì. Tra cứu hết lịch sử trên dưới 5.000 năm của Trung Quốc, e rằng cũng khó mà tìm thấy trong văn thư nào có hai chữ chủ quyền. Chủ quyền là khái niệm hoàn toàn do người phương Tây sáng tạo. Trung Quốc cổ đại sao mà có được? Thế thì làm sao có thể nói tới chủ quyền không thể tranh cãi từ trước đến nay? Thực ra nếu dựa vào quan niệm chủ quyền của phương Tây để nghiêm túc cân nhắc cuộc tranh cãi về quần đảo Nam Sa, chúng ta sẽ phát hiện thấy lập trường của Trung Quốc thật sự rất khó đứng vững được. Dựa vào chuyện tàu thuyền Trung Quốc đến nơi đây và mấy lần gì gì đó đánh bắt được mấy con cá thì chỗ ấy là của Trung Quốc sao? Thế thì trong lịch sử, tàu thuyền của tôi đến chỗ ấy còn nhiều hơn anh đứa kia. Năm này qua năm khác tôi đánh cá ở đấy, cớ sao lại không được thừa nhận? Anh bảo anh đến đấy trước, vậy có chứng cứ gì không? Năm nào tháng nào ai đến đấy, chuyện này về căn bản là một mớ sổ sách rối bét. Dù sao thì cũng chẳng ai có cách nào sinh cơ lập nghiệp được trên những mỏm đá san hô chỉ nhô lên khỏi mặt nước một tí tẹo ấy. Trong tình hình chuẩn tắc lịch sử rơi vào tình trạng rối rắm và hỗn loạn như trên thì nguyên tắc thềm đại lục vươn ra và chiếm trước trở nên quan trọng hơn, mà Nam Sa cách Việt Nam, Malaysia, Philippines gần hơn cách Trung Quốc. Bởi vậy, giả sử theo chuẩn tắc địa lý cự ly gần thềm đại lục vươn ra thì chẳng cần nói Trung Quốc thậm chí có thể chẳng có được phần nào. Còn nói về nguyên tắc chiếm trước, vốn dĩ có thể là cực kỳ có lợi cho Trung Quốc, nhưng vì Trung Quốc suốt 40 năm dòng coi nhẹ quyền lợi trên biển, cho nên ngày nay chiếm trước lại trở thành ưu thế tuyệt đối của người khác. Vào cái thời Lâm Tôn lập hạm đội đi Nam Hải, các quốc gia Đông Nam Á hồi ấy căn bản còn là các xứ thuộc địa, sau này mới xuất hiện là quốc gia độc lập. Chính các nước thuộc dân châu Âu đều bị Thế chiến thứ hai làm cho tan nát, lúc này đang chuẩn bị quấn gói chuồn khỏi các thuộc địa của mình. Nào còn có ai quan tâm để ý đến mấy cái hòn đảo san hô trên biển mênh mông kia làm cái gì? Hơn nữa, cho dù bộ nội chính của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc có in cái đường chín đoạn trên tấm bản đồ phát hành trong nước, nhưng chính phủ này hoàn toàn không thông qua con đường ngoại giao để tuyên bố Đông Nam Á rằng vùng này là của chúng tôi. Người ta, các nước Đông Nam Á hoàn toàn chẳng biết gì về chuyện ấy thì sao mà có thể đưa ra ý kiến khác được. Song Lê dùng logic này để luận chứng quần đảo Nam Sa thuộc Trung Quốc là điều vô cùng nguy hiểm, vì logic như vậy từng được Nhật dùng để luận chứng các đảo như Finland, Iceland là do Nhật phát hiện. Hồi ấy, khi đảo Điếu Ngư, Nhật gọi là Senkaku, bị Nhật lén lút ghép vào địa giới của huyện Okinawa. Chính phủ nhà Thanh cũng vậy, không hề đưa ra ý kiến khác, bởi lẽ họ đâu có biết gì. Nếu hồi ấy hạ quyết tâm đưa ra đảo cho dù chỉ vài tiểu đoàn lính chiếm hết quần đảo Nam Sa rồi đóng quân lâu dài ở đấy, thậm chí thiết lập các cơ quan hành chính như huyện Nam Sa để thực thi quản trị hữu hiệu,
Thế thì sau mấy chục năm kinh doanh, nguyên tắc chiếm trước sẽ trở thành vũ khí lợi hại để giữ chủ quyền ở Biển Đông. Thế nhưng điều khiến cho người ta lấy làm tiếc là một trong thời gian hơn 40 năm, ánh mắt của hai bờ eo biển, ý nói là đại lục Trung Quốc và Đài Loan đều chưa từng hướng vào Nam Hải. Tàu chiến Thái Bình từng để lại ký ức vĩnh cửu tại biên cương biển, nơi cùng với trời cuối đất năm xưa. Về sau trong cuộc nội chiến lại bị ngư lôi của đồng bào mình, ý nói quân giải phóng Trung Quốc đánh chìm. Câu chuyện ấy là một điềm báo hoặc phác họa về số phận lịch sử của các quần đảo thuộc quần đảo Nam Sa. Cho đến thập niên 1970, khi các rồng con hổ con của Đông Nam Á bắt đầu kiếm được thùng vàng thứ nhất trong buôn bán đối ngoại, họ đã phát hiện ra giá trị quần đảo Nam Sa, nhưng vào lúc ấy chính quyền Đài Loan vẫn bị đuổi ra khỏi Liên Hợp Quốc. Mình lo cho mình còn chưa xong, đại lục Trung Hoa thì mới thoát khỏi các thương tích của cách mạng văn hóa. Hải quân Trung Quốc hồi ấy chẳng qua chỉ mới là đội cảnh vệ ven biển, thiếu khả năng viễn chinh tối thiểu. Hồi ấy tại quần đảo Nam Sa, trừ đảo Thái Bình có quân đồn trú của Đài Loan ra, còn lại đều là những đảo không người. Miếng mỡ để trước mặt sao lại không giành lấy, huống chi là bấy giờ nguyên tắc chiếm trước đã ra lò, ai giành được thì là của người ấy. Anh nói đảo này là của anh hả? Xin lỗi nhé, thế ai bảo anh không đưa quân ra đó mà giữ? Như vậy Trung Quốc chiếm ưu thế về nguyên tắc lịch sử nhưng lại thiếu những chứng cứ được hệ thống luật biển hiện đại chấp nhận. Mà hai nguyên tắc thềm địa lục vươn ra và chiếm trước lại trở thành có lợi cho các quốc gia Đông Nam Á mà bất lợi cho Trung Quốc. Trên tầng nấc pháp lý, vấn đề Nam Sa đã rơi vào tình thế bị động cực kỳ nghiêm trọng đối với Trung Quốc. Nói thẳng ra, giả sử bây giờ nổ ra một cuộc chiến tranh xung quanh đảo Nam Sa ở Nam Hải, thì trên toàn thế giới có lẽ chỉ có 1,3 đến 1,4 tỷ người, ý nói là người Trung Quốc và người Hoa, cho rằng Trung Quốc không phải là kẻ xâm lược. Đây là bài viết của một tác giả người Trung Quốc và do Nguyễn Hải Hoành lược dịch từ nguồn tiếng Trung. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm một nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.